Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Toi rồi, Slovakia vừa lên tiếng với ông Tô Lâm về vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Và phía sau lưng tôi đây chính là tòa đại sứ quán của Slovakia tại Berlin. Truyền hình nhà nước Slovakia vừa lên tiếng trong bản tin thời sự được phát vào lúc 19 giờ hôm 7 tháng 6 năm 2022 về việc đã có thêm một gián điệp của Việt Nam vừa bị bắt giữ ở Cộng hòa Séc và sau đó đến ngày 1 tháng 6 năm 2022 đã được dẫn độ sang Đức để điều tra và chuẩn bị đưa ra xét xử tại Berlin. Đây là một tin rất mới với Slovakia vì vụ bắt cóc này có liên quan đến việc chính phủ Slovakia đã cho ông Tô Lâm, là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, mượn chiếc máy bay để chở ông Trịnh Xuân Thành từ Bratislava sang Moscow và sau đó về Việt Nam. Trong bản tin đó của Slovakia có nhắc đến tay gián điệp này của Việt Nam đã trực tiếp tham gia và chở ông Trịnh Xuân Thành khi ông ta bị bắt cóc, cũng như nhét ông ta vào thùng xe để giao cho ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ở khách sạn Boris, Slovakia vào hôm 26 tháng 7. Và sau đây mời các bạn xem bản tin chấn động này của Đài truyền hình nhà nước Slovakia, nơi đã diễn ra vụ chuyển giao ông Trịnh Xuân Thành lên chiếc máy bay. Tòa án Đức sẽ đưa một thành viên khác của nhóm mật vụ Việt Nam ra xét xử. Kẻ đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành, người Việt Nam ở Berlin cách đây 5 năm và vận chuyển anh ta đến Việt Nam thông qua Slovakia và Moscow. Theo một cáo trạng của Đức chia sẻ, vào giữa tháng 4 năm nay, ông Lê Anh Tú từ Việt Nam đến Cộng hòa Séc thì bị cảnh sát tạm giữ tại sân bay ở Praha. Vào đầu tháng 6 thì nhà chức trách Séc đã dẫn độ và bàn giao anh ta cho phía Đức theo yêu cầu của Văn phòng Công tố Liên bang Đức. Lê Anh Tú trực tiếp tham gia vụ bắt cóc vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 tại Berlin. Theo cáo trạng của phía Đức, anh ta là người điều khiển chiếc xe mà Trịnh Xuân Thành bị bắt cóc đầu tiên được đưa đến, từ nơi bắt cóc chạy thẳng đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Sau đó, chạy qua Praha, Brno và đến khách sạn Boric ở Bratislava, Slovakia. Tại đây, vào ngày 26 tháng 7, ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó là Robert Kalinak đã gặp đồng nghiệp Việt Nam là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhà báo Việt Nam Lê Trung Khoa cũng nhắc với Đài Phát thanh và Truyền hình ET rằng Lê Anh Tú là nhân chứng rất quan trọng đối với các nhà điều tra của Slovakia. Anh nói, vấn đề là Lê Anh Tú cũng phạm tội ở Slovakia, là một thành viên của đội bắt cóc. Anh ta là người điều khiển chiếc xe có thể đưa Trịnh Xuân Thành bắt cóc đến khách sạn Boric ở Slovakia. Và điều quan trọng là điều đó cũng được nghe bởi các nhà điều tra tại Slovakia, vì hành động của cơ quan mật vụ Việt Nam cũng diễn ra trên đất Slovakia. Lê Anh Tú phải đối mặt với cáo buộc hoạt động như một nhân viên mật vụ cũng như thực hiện việc bắt cóc khi hành động đó diễn ra ở Berlin. Và hiện nay, ông Lê Anh Tú đang ngồi trong nhà tù ở Moabit ở Berlin, chờ phiên tòa bắt đầu. Theo nhà báo Lê Trung Khoa, thông tin mà cảnh sát có được trong quá trình tạm giam trước khi xét xử anh ta là rất quan trọng để làm rõ vụ bắt cóc này. Ông nói, là tài xế, anh ta là nhân vật chủ chốt vì từ đầu đến cuối tham gia vụ bắt cóc này. Từ việc tước quyền tự do cá nhân của ông Trịnh Xuân Thành trong công viên ở Tiergarten, Berlin, có thể là cả việc giao người cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ở Slovakia. Nếu ông Lê Anh Tú làm chứng và xác nhận vụ bắt cóc sẽ rất quan trọng. Nó cũng cần thiết cho an ninh của Slovakia. Nhà báo Việt Nam Lê Trung Khoa là người đầu tiên đưa tin về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành cách đây 5 năm và hiện đang được cảnh sát Đức bảo vệ vì có thông tin cho rằng ông ta bị mật vụ Việt Nam đe dọa giết hại. Theo luật pháp quốc tế, việc bắt cóc một người Việt Nam từ Đức là tội ác chống lại loài người, không có thời hạn và bất cứ ai tham gia vào vụ việc này đều có thể bị trừng trị và trừng phạt suốt đời. Từ Berlin, Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Slovakia, ETV. Được biết, mới tháng trước, ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kalinak cũng bị an ninh nước này bắt tạm giam vì nghi vấn ăn hối lộ cũng như hỗ trợ ông Tô Lâm trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra. Thời gian tới, ông Tô Lâm chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rủi ro và nguy hiểm, không những từ tòa án của Đức, mà nếu tại Slovakia mở phiên tòa để xét xử gián điệp Việt Nam thì sẽ khui ra ông Tô Lâm với vai trò chùm cuối trực tiếp vi phạm luật hình sự rất nặng nề trên lãnh thổ của Slovakia.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Toi rồi, Slovakia vừa lên tiếng với ông Tô Lâm về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.